không thấy anh Ngọc khổ sở vậy hả? Con nhìn vậy con chịu không có nổi. Con coi anh Ngọc như anh ruột của con vậy. Ngà, chờ anh với Ngà. Ngà, anh xin lỗi mà Ngà. Em nói đúng Ngà. Giờ nghĩ lại, anh đánh em nhiều nhất nha. Lý ra, anh không nên làm vậy. Anh không nên trút giận lên em nha. Lúc đó, anh cứ tưởng đánh em đau á, để em sợ, để dễ dạy bảo em, để em đừng có hư hỏng. Nhưng mà giờ anh mới biết, anh làm vậy cũng chỉ vì anh muốn được hạ giận thôi à nghe. Anh nhớ hồi nhỏ có lần anh bị mẹ đánh ngất xỉu luôn. Lúc đó là vậy, mỗi lần bà không vui á là bà lôi ra bà đánh, rồi vừa đánh vừa chửi. Bà coi anh không khác gì cái bao cát hết nha. Bởi vậy anh ghét bà lắm. Nói anh hận bà thì đúng hơn nè. Nhưng mà rồi cuối cùng thì mẹ cũng là mẹ thôi nè. Rồi à, cái ngày bố mẹ bỏ đi, anh nhớ lúc đó anh có hứa với lòng mình là không để cho ai làm tụi em tổn thương, giống như mẹ đã làm với anh. Nhưng mà cuối cùng thì chính anh lại là người làm cho tụi em tổn thương nhiều nhất. Anh xin lỗi em nè. Nè, anh xin lỗi vì đã nhốt em vô nhà kho, rồi bỏ quên em năm đó. Anh xin lỗi vì đã đẩy em vào viện tâm thần. Anh cũng xin lỗi vì đã chọn em là người đầu tiên đến xin ghen. Giọng lắm hả nghe. Khi em biết được cái số 1 đó không phải vì anh thương em nhất. Trong khi em thì chỉ cần được anh yêu thương, anh công nhận thôi. Vậy mà anh chỉ biết đánh mắng chửi la em mỗi khi phạm lỗi. Em oán hận anh là đúng nghe, bởi vì anh đã lặp lại y chang những gì mẹ đã đối xử với anh. Cho đến tận thời điểm này, điều anh mong mỏi nhất là nhận được lời xin lỗi từ mẹ. Anh nghĩ chắc em cũng như anh nghe. Anh xin lỗi em nha nghe. Anh nói mấy điều này ra không phải để anh xin gan em đâu nghe. Làm sao mà nó phải lấy gan của em được nghe. Anh chỉ có một mong ước duy nhất thôi, là anh em mình được đoàn tụ. Về nhà đi nghe.
Rồi anh em mình sẽ giống y như hồi xưa. Anh không còn nhiều thời gian nữa nè. Nga, Nga ơi. Đâu không chị? Nhẹ như kiến cắn à. Để tay lên đây nè. Thôi không lấy được không? Để tay lên, để tay lên mới chích được chứ. Để lên. Chú giờ chưa lấy máu bao giờ hả? Chưa, lần đầu tiên luôn đó. Sợ quá. Hai á. Trời nhỏ lớn chưa bao giờ lấy được, lấy nhiều quá tôi xỉu, tôi ít ăn lắm. Rồi, xong rồi. Sao gì? Hả? Máu đó, tôi đó hả? Thôi thôi, thôi cảm ơn nha. Có hai người đàn ông á nhìn thấy vết sẹo của tôi mà khóc là anh và anh Quân. Tôi đâu có khóc đâu. Báo Phước sẽ cố gắng bằng đủ mọi cách á để kiếm tiền rồi dắt Báo đi phẫu thuật thẩm mỹ nha. Với lại á, có chuyện này nói ra thì có lỗi với anh Ngọc á, nhưng mà Báo đừng có đi hiến gan được không? Để Phước làm chuyện đó cho. Tại vì Phước không muốn trên người Báo có thêm một cái thẹo nào nữa. Nè, anh đừng tưởng thấy vết sẹo trên người tôi rồi á nghĩ tôi là bạn gái anh nha. Đâu có. Cái này là Phước nghiêm túc á. Tại vì lúc mà Phước thấy vết sẹo trên người của Báo á, Phước không có thấy sợ, mà Phước chỉ thấy thương Báo hơn. Anh Quân cũng từng nói với tôi như vậy đó. Tôi có vết sẹo ở đây, còn anh Quân có vết sẹo trong lòng. Hồi nhỏ anh đã bị cha dượng đánh đập, sau này cái thằng cha bỏ đi rồi á, mẹ anh đau khổ quá lao vào rượu chè rồi hành hạ anh, đến khi mà gặp tôi là anh còn thảm hơn nữa, hay bị đánh què chân, bị ngồi tù rồi không bị coi thường nữa. Nghĩ coi, anh cũng là con người mà, tại sao đối xử với anh như vậy chứ? Mỗi lần mà nghĩ tới chuyện đó thôi là tôi thấy đau lòng mà. Nhưng mà cũng đâu thế nào gì mấy chuyện đó mà ổng đánh Báo hết ngày này tới ngày khác. Nè, anh biết gì mà nói chứ? Chẳng qua mỗi lần mà uống rượu vô anh mới thành người khác thôi. Mỗi lần anh đánh tôi anh khóc. Tôi hiểu tại sao anh làm như vậy. Vì tôi với anh đều bị tổn thương, chứ không được mẹ yêu thương. Chắc vậy quá.
Nga cũng hay ganh tị với anh mấy chuyện đó. Bảo nè, ví dụ thôi nha, ví dụ như nếu như mà Phước muốn bù đắp hết tất cả những tổn thương cho Báo á, Báo nghĩ Phước có cơ hội không? Hôm nay á, anh làm tôi cảm động thật. Thật sự tôi không nghĩ anh lại là một người đàn ông ấm áp như vậy. Trước giờ tôi nghĩ anh Tồ và tào lao giống như anh ba tôi thôi. Không có nha. Phước không có tào lao đâu nha. Tại vì á, hồi đó nhìn đằng ngàn tội nghiệp lắm cơ. Cho nên á, Phước mới làm theo để cho nó vui á. Cái làm riết thành thói quen á. Chứ thật ra á, Phước không phải vậy đâu. Bà không biết gì hết trơn á. Kết thúc rồi. Thời gian kết thúc rồi. Anh nói anh không muốn gặp tôi nữa. Tôi và anh sẽ không hạnh phúc. Anh còn nói anh sẽ không bao giờ chạm vào người tôi nữa. Em biết không? Cái câu đó làm tôi đau lòng lắm. Nhưng mà thực sự tôi không quên anh được. Thực sự là không quên được. Báo, thật ra Phước không quan tâm trong lòng Báo thương ai á. Chỉ cần Báo được là chính mình, Báo được hạnh phúc là đủ rồi. Còn tôi sao cũng được. Vô. Anh Quân, em nè. Alo. Anh ơi, anh nói gì đây chứ?